Alo anh à, em giao mặt nạ hacker, anh nhận ở đâu đấy? Em đứng từ góc xe lau này. Vâng vâng, anh chờ em một lát. Kiểu gì đấy? Anh va vào em mà. Mày đi đứng kiểu gì đấy? Sao lại chạy ra giữa đường? Em đi giao hàng thôi. Mày biết tôi xem là bao nhiêu tiền không? Em giao hàng vội quá. Anh cũng chạy tốc độ đâm vào em mà. Hàng của em bể hết rồi này. Anh đến cho em đi. Mày sai, mày cũng đuổi cho tao nè. Không có xe mày, tao không có xe mày đâu. Anh làm bề nãy cơ rồi em ra răng được. Không biết, tao không vội. Tao sẽ thi cho mày. Con, nhưng mà mày cũng đủ. Đây, số điện thoại của tao đây. Tao đi, hôm nay tao bận. Không, tao đánh cho mày một trận đấy. Có gì, tao bảo số điện thoại của tao nghe chưa? Shipper đến đâu nhỉ? Anh ơi, em giao đèn hàng đến rồi. Ừ, mà sao em giao đến muộn thế? Là em gặp chuyện. Thôi được rồi, đó là em có việc nên anh bỏ qua. Còn mà em không có việc gì mà đến muộn thì anh không lấy hàng được nữa đâu nhá. Dạ. Để anh xem nào. Ơ, sao mặt nạ lại sứt như thế này? Ừ. Này, em giao hàng cho anh thằng kia hút xem mình à, còn chờ em nữa, còn nhận đánh em nữa nên mặt nạ anh bị xước. Có chuyện này hả? Nó đã hút em rồi còn đòi đánh em à? Thế em kể đầu đuôi câu chuyện cho em xem nào. Này này, sao ở đất này thằng nào dám qua mặt anh? Mà em có nhớ mặt thằng đó không? À, em nhớ rồi. Thì này, thằng kia đeo số điện thoại cho em nữa. Đâu đâu đâu, để anh xem nào. Thằng nào mà dám láo nữa nhỉ? Tao là thằng anh của thằng shipper đây. Lúc này mày húc nó đây. Ờ thì sao? Mày dám húc em tao rồi còn đánh em tao à? Mày địa chỉ nhà mày ở đâu để tao đến? Ở quốc lộ đường 16. Được rồi, ok, bây giờ tao đến. Đi em. À, em chờ lắm. Không sao đâu, có anh mà. Mày ơi. À, có một cái chân chưa đây. Anh đi. Mày đã xúc phạm người khác rồi cần bộ láo như vậy à? Mày đi nhanh tụ người ta rồi cần tìm đánh người ta nữa à? Mày mau xin lỗi nói nhanh. Tao không xin lỗi nào đây. À, cái đất này không ai được qua mặt tao. Mày cần muốn qua mặt tao nữa. Tao không xin lỗi nào đây. À, cái thằng này. Ở thằng nào? Lên đây ra. Ôi, em đi ra.
chồng người khác đi. Lần sau mà tao thấy vậy được, mày, cái xác của mày không còn ở đây đâu.